Tôi chơi chữ tính ba mai của mẹ vô bờ bến. Ta có tình thương nào đã khổ tiên liên hay do tình thương của mẹ. Mới đây mới đó mà một năm tụi em xa mẹ rồi đó mấy chị. Nhanh ha mấy chị ha. Sau khi tổ chức phiên live 18 tiếng, em và Quỳnh với bé Út lật đật về để chuẩn bị làm đám giỗ cho cục cưng của tụi em. 18 tiếng, con với Quỳnh với bé Út ai cũng rã rời hết, nhưng mà sẽ cố gắng làm một cái đám giỗ thật là trọn vẹn và ấm cúng nhất cho mẹ. Hôm nay đám giỗ của mẹ, tụi con rất may mắn được sự hỗ trợ của thầy Nghiêm Thuận, Thiền viện Trúc Lâm Long Đức. Và còn may mắn hơn nữa khi tụi con mời được rất là nhiều quý thầy và sư cô để làm lễ cho mẹ. Lịch trình của tụi con rất bận rộn, nhưng mà tụi con quyết gạt qua hết công việc một bên để làm cho mẹ một ngày giỗ đầu thật ấm cúng. Ai mà hạnh phúc bằng mẹ đúng không? Mẹ ơi, mẹ thấy không? Ai cũng thương mẹ hết đó. Mẹ ơi, một năm xa mẹ, nỗi đau của tụi con đã dần vơi đi, nhưng mà nỗi nhớ tăng lên gấp bội phần. Tụi con nhớ mẹ lắm. Gia đình mình từng thành viên ít ai nhắc về mẹ, bởi chỉ biết khi nhắc về mẹ thì sẽ buồn và khóc. Nên hình ảnh của mẹ mỗi thành viên đều cất ở một góc ở trong tim. Một năm rồi mỗi bữa sáng con không được nghe Lâm ơi xuống ăn cơm, giờ con cũng không còn được nghe hai chữ bé ơi của mẹ. Quỳnh Quỳnh là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, quán xuyến mọi thứ ngoài xã hội, đôi khi cũng rất là gai góc. Nhưng về khuya, vợ con đều khóc một mình vì nhớ mẹ. Cứ hai ngày là Quỳnh vô thăm mẹ một lần, thay hoa, rồi thay trái cây. Từng thành viên trong gia đình á, ai cũng ngại nhắc về mẹ. Nhưng Bảo Nhi, Bảo Ngọc á, thì ngày nào cũng nhắc về mẹ hết. Mẹ, mẹ ở trên. Gì? Mẹ, mẹ ở trên. Ai con? Mẹ, mẹ. À, mẹ, mẹ trên trời á. Mama. Mama. Mama, kêu mama đi. Mama. Mama ơi. Mama. Mama ơi. Mama. Mama rảnh mama về thăm tụi con nha. Cứ mỗi lần chở hai tụi nó ra quán, lúc nhìn lên trời á, bữa nào mà thấy sao thì tụi nó kêu là mama còn thức kìa ba. Bữa nào mà trời không sao thì tụi nhỏ lại nói mama tắt đèn đi ngủ rồi đúng không ba? Ngày xưa khi mẹ còn sống, hai vợ chồng con lúc nào đi làm công việc, lúc vui lúc buồn cũng đều về kể cho mẹ nghe. Và cái tính của mẹ tụi con nhớ mãi. Tụi con sai, tụi con đúng, mẹ vẫn binh tụi con chầm chầm. Và bây giờ vui hay buồn thì tụi con cũng không biết tâm sự cùng ai. Mẹ ơi, đôi khi tụi con gần 40 tuổi rồi nhưng mà không còn mẹ bên cạnh thì tụi con vẫn thấy bơ vơ, không có nơi để về. Sau khi mà tụi con đi bán về, cái thời gian đêm là cái thời gian mà Quỳnh phải đối diện với nỗi đau nhiều nhất. Con thấy vợ con hay coi clip của mẹ rồi ngồi khóc một mình. Thật sự con cũng không biết an ủi như thế nào, biết làm gì để cho Quỳnh vơi đi nỗi buồn. Con chỉ biết nói rằng người yêu thương nhất của chúng ta, họ chỉ đến một nơi khác trước chúng ta mà thôi. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ cái nỗi sợ lớn nhất của tụi con á là sợ Tết mẹ. Tết là khoảng thời gian gia đình sum vầy và ở bên cạnh nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đón giao thừa. Đã một cái Tết rồi tụi con không có mẹ bên cạnh. Mẹ ơi, Tết này mẹ ở nơi đâu? Mẹ yên tâm nha, tụi con nay trưởng thành lắm rồi. Cho dù ngoài kia xã hội có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn, tụi con tin là tụi con sẽ vượt qua được. Nếu đạo vương tròn mẹ đã xa, bây giờ mẹ mất đi, chúng con mới cảm nhận rõ sự bất hạnh thiệt rồi. Khi không còn có mẹ, cả cuộc đời trong âm thầm mẹ đã hết lòng yêu thương, lo lắng hy sinh cho hai chị em chúng con. Dưới mắt mẹ, chúng con dù đã lớn nhưng vẫn là những đứa bé bỏng. Của mẹ ngày nào, sự an vui hạnh phúc của chúng con chính là niềm vui hạnh phúc của mẹ. Sự đau khổ nhọc nhằn của chúng con là nỗi đau khổ nhọc nhằn của mẹ. Nhân lên gấp bội lần. Còn chúng con từ lâu đã quen có mẹ, quen dựa vào tình thương bao la trời biển, quen ỷ lại vào sự lo lắng và lòng bao dung của mẹ. Nên không ít lần chúng con đã làm mẹ buồn lòng. Hoa này tàn rồi, hoa khác nở, mất mẹ.
Người ta còn mẹ để thương, còn con nhớ mẹ qua hương khói tàn. Chén cơm con đặt trên bàn, mẹ ơi đã nguội theo làn gió bay. Hai tay con chắp hai tay, run run mời mẹ về đây ăn cùng. Hello mọi người, hiện tại bây giờ là mấy giờ buổi chiều. Hiện tại bây giờ hơn buổi sáng, cái này là dỗ mẹ em một năm. Cho nên buổi chiều em sẽ có phát 300 phần quà dành cho cô chú. Chuẩn bị rất là mờ hơn ha. Hồi nãy là trời mưa rất là lớn luôn á mọi người. Nhưng mà tới giờ phát 4 giờ là trời tạnh mà trong xanh luôn. Đó, hôm nay mọi người sáng nay rất là đông đủ để mà em phát quà cho mọi người. Có chị Quỳnh Quỳnh là Mạnh Thường Quân trao tặng quà cho các cô chú anh chị hôm nay. Và cũng có thường trực hội chữ đỏ huyện Long Thành thì cũng cùng với thầy sẽ đứng ra tổ chức cái chương trình cho tặng quà hôm nay. Và chương trình hôm nay thì chắc cũng ngắn gọn thôi. Lần đầu tiên thì chắc nhờ mấy anh chị em sắp xếp giùm cho hai đợt tặng quà. Dạ chắc xin mời chị Quỳnh Quỳnh với Đại Đức cho chụp hình. Chắc nhờ mấy anh chị giờ mà mời người hết không để quà em Quyên, nhưng mà mời mấy cô chú chị đi xuống ghế ngồi đi ạ. Xuống sao trên nét hai bạn thu phiếu mình đi sau lưng thầy.
không có đi trước mặt, đi sau lưng chị Quỳnh Quỳnh, không đi trước mặt nha. Khi nào chị Quỳnh Quỳnh với thầy phát phong bì xong là mình bước tới mình thu phiếu. Các cô chú anh chị bên hội người mù mình cầm phiếu trên tay đi nha. Cô chú anh chị bên hội người mù mình cầm phiếu nhận quà trên tay giùm con. Còn những trường hợp khác mình ngồi phía sau giùm con nha. Rồi bên đây cũng vậy, là bên câu bộ người khuyết tật mình nhà cầm phiếu trên tay giùm. Chắc ở đây mình di chuyển xe lên lên từng hàng nha, sau đó mình đi qua bên kia mình nhận và mình về luôn. Cầm phiếu trên tay nha mọi người, để cứ một trường là một phiếu thôi. Không là những cô chú nào mà dồn bên lên đây là tính sao nha. Mình phải từ từ, mình đâu có chen lấn trước người ta kiểu này được nha. Cảm ơn mấy chị, cảm ơn mọi người rất là nhiều, mấy chị yêu thương, mấy chị đã ủng hộ nha mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị. Và bây giờ là hôm nay đã phát xong rồi, và đặc biệt là hôm nay không có mưa. Xong mà phát xong rồi cũng không mưa luôn. Cảm ơn mấy chị rất nhiều và cảm ơn mọi người, mấy chị nhớ yêu thương em và mấy chị nhớ ủng hộ quán Cu Pin nha mấy chị. Hôm nay là trời nắng ráo lắm cho nên là mọi người nhớ ghé cái quán Cu Pin mọi người ủng hộ em nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt cả nhà. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.